Thưa quý vị và các bạn, nước Mỹ đang sắp diễn ra ngày siêu thứ ba Super Tuesday, ngày định đoạt số phận của các ứng viên tổng thống Mỹ. Cụ thể siêu thứ ba Super Tuesday là ngày nhiều bang trên nước Mỹ sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào thứ ba, ngày mùng 5 tháng 3. Đó là lý do tại sao ngày này được gọi là siêu thứ ba. Đây là một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc bầu cử tại Mỹ vì nó có thể quyết định số phận của các ứng viên và tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc chiến giành phiếu bầu. Trước ngày này, các ứng viên đang nỗ lực để giành càng nhiều sự ủng hộ càng tốt từ các cử tri, các nhà lãnh đạo chính trị, các tổ chức xã hội và các nhà tài trợ. Siêu thứ ba là cơ hội để các ứng viên thể hiện sức mạnh và sự ủng hộ của mình trên toàn quốc và cũng là thử thách để họ chứng minh khả năng đối phó với áp lực và sự cạnh tranh của cuộc bầu cử tại Mỹ 2024. Siêu thứ ba năm nay là một ngày định mệnh cho nhiều ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ khi họ phải đối mặt với sự lựa chọn của hàng triệu cử tri trong các cuộc bầu cử sơ bộ và các cuộc họp kín của đảng ở hơn 10 bang, bao gồm cả những bang có tầm ảnh hưởng lớn như California, Texas và Massachusetts. Đây cũng là cơ hội để các ứng viên khẳng định vị thế của mình trong cuộc đua vào cả hai viện của Quốc hội Mỹ, cũng như các chức vụ cấp địa phương khác như thống đốc, thị trưởng hay là thẩm phán. Theo các cuộc thăm dò, hiện Tổng thống Joe Biden đang dẫn đầu trong Đảng Dân Chủ và có khả năng sẽ giành được đề cử của Đảng, trừ khi có một bất ngờ lớn từ các đối thủ như Bernie Sanders, Elizabeth Warren hay Pete Buttigieg. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa vẫn ủng hộ mạnh mẽ cho cựu Tổng thống Donald Trump và ít có khả năng sẽ có một ứng viên thách thức ông trong cuộc bầu cử năm nay. Siêu thứ ba Super Tuesday năm nay sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chính trị Mỹ và sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nước Mỹ và thế giới. Ngày siêu thứ ba đóng vai trò rất quan trọng vì có nhiều bang cùng tổ chức bầu cử sơ bộ. Các ứng viên cần tận dụng cơ hội này. Nếu một ứng viên được ủng hộ rõ ràng trong ngày siêu thứ ba, ứng viên đó rất có thể sẽ trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua. Tuy nhiên, sau ngày này cũng sẽ có nhiều ứng viên bỏ cuộc. Tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump đều dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Michigan được tổ chức vào ngày 27 tháng 2 vừa qua. Đây là chiến thắng quan trọng trong chuỗi thành tích toàn thắng của ông Trump sau 5 vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa. Trước đó 4 ngày, ông Donald Trump cũng đánh bại cựu thống đốc bang South Carolina Nikki Haley ngay tại bang nhà của bà với cách biệt là 20 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 2, thẩm phán hạt Cook thuộc bang Illinois, Mỹ Tracy Porter đã ra phán quyết loại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại bang này vì vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ngay lập tức, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kháng cáo phán quyết của thẩm phán bang Illinois Tracy Porter. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Donald Trump tuyên bố phán quyết trên là vi hiến, Trước đó, hai bang Colorado và Maine cũng đã đưa ra quyết định tương tự đối với ông Donald Trump. Cả hai quyết định này đều đang hoãn thi hành án do ông Trump tiến hành kháng cáo. Ngày 29 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã cùng có chuyến thăm tới khu vực biên giới phía Nam, một phần trong chiến dịch vận động tranh cử. Texas là địa bàn tranh cử quan trọng do vấn đề nhập cư, biên giới có tác động mạnh mẽ tới cử tri Mỹ. Đảng Cộng hòa từ lâu đã có lợi thế về mặt chính trị trong vấn đề này. Tuy nhiên, trong cuộc đua giành đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ngày siêu thứ ba có thể đánh dấu sự kết thúc con đường của cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Bà là ứng cử viên đáng chú ý cuối cùng vẫn thách thức người dẫn đầu cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng chiến dịch tranh cử của bà đã không thể tạo được ảnh hưởng trước sức áp đảo của ông Trump. Những cuộc ganh đua cấp tiểu bang giúp các ứng cử viên từ hai nhóm chính trị lớn là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tập hợp các đại biểu mà họ cần để giành được sự đồng thuận của đảng minh Các đại biểu cuối cùng đại diện cho bang của họ tại đại hội đảng, nơi họ bỏ phiếu cho người được đề cử dựa trên kết quả sơ bộ và họp kín. Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 2 tháng 3 đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa dưới hình thức họp kín ở bang Missouri. Qua đó ghi thêm một dấu ấn nữa vào chuỗi 6 trận toàn thắng kể từ khi bắt đầu bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 1 với những 100% số phiếu được kiểm tính đến 18 giờ theo giờ địa phương, 6 giờ ngày 3 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Ông Trump được 924 phiếu ủng hộ tương đương với 100% và tạm thời giành được 51 trên 54 phiếu đại biểu của bang ở miền Trung Tây này. Qua đó, nâng tổng số đại biểu ông giành được cho đến nay lên 212 đại biểu, tiến thêm một mốc quan trọng cho mục tiêu đạt được 1.215 đại biểu để giành quyền đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Trong khi đó, đối thủ duy nhất còn lại của ông Trump là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley không giành được phiếu ủng hộ nào và tổng số đại biểu mà bà giành được vẫn dừng ở con số là 24. Trong cuộc đua siêu thứ ba năm nay, một ứng cử viên cần ít nhất là 1.215 trong tổng số là 2.429 đại biểu để giành được sự đế cử của Đảng Cộng Hòa. Đối với Đảng Dân Chủ, con số này sẽ là 1.439 trong tổng số là 3.979 đại biểu. 15 bang của Mỹ sẽ tổ chức bỏ phiếu vào ngày siêu thứ ba, bao gồm bang Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, cũng như lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ. Kết quả của cuộc họp kín của Đảng Dân Chủ ở bang Iowa được tổ chức thông qua hình thức bỏ phiếu qua thư cũng được dự kiến vào ngày 5 tháng 3. Đối với cựu đại sứ Haley, sự thể hiện không mấy ấn tượng có thể dẫn đến kết thúc của chiến dịch tranh cử đề cử của Đảng Cộng Hòa năm 2024. Các cuộc thăm dò cho thấy bà đang chậm chạp đuổi theo ông Trump. Ngày siêu thứ ba Super Tuesday năm nay có thể không quan trọng như những năm trước. Dù vậy, đối với bà Haley, đây có thể là hy vọng cuối cùng. Viễn cảnh đối đầu giữa hai ông Joe Biden và Donald Trump sẽ tiếp tục khi họ giành được các đề cử từ đảng của mình. Tương lai chính trị của siêu cường kinh tế và quân sự lớn nhất thế giới có tác động lớn đến trật tự quốc tế. Hiện Mỹ đều liên quan đến các điểm nóng toàn cầu từ cuộc chiến ở Ukraine và giải Gaza. Vấn đề di cư trái phép ở các nước Trung Mỹ cho đến khủng hoảng Biển Đỏ và các vụ không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Trong tình hình như vậy, viễn cảnh ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng sẽ tác động lớn đến các điểm nóng này nếu ông Donald Trump giành chiến thắng, Mỹ có thể thay đổi chính sách ủng hộ Ukraine và dừng viện trợ, thậm chí rút khỏi NATO. Trong trường hợp Mỹ rời NATO, liên minh của Washington sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Một số quốc gia có thể chống chờ sự trở lại của ông Donald Trump trong khi nhiều đồng minh của Mỹ lại tỏ ra lo ngại hơn về khả năng này. Ukraine là quốc gia theo dõi sát sao kết quả bầu cử Mỹ hơn bất kỳ nước nào, vì số phận cuộc chiến Nga-Ukraine phụ thuộc lớn vào người đứng đầu nước Mỹ. Còn tương lai của quan hệ Mỹ-Nhật Bản cũng có thể thay đổi nếu Nhà Trắng đổi chủ. Chính sách ngoại giao của Thủ tướng Fumio Kishida rất khác so với chính phủ tiền nhiệm của cố Thủ tướng Abe Shinzo, nên các nhà phân tích cho rằng ông Kishida sẽ không dễ dàng để tạo dựng được mối quan hệ cá nhân gần gũi với ông Trump. Trong khi đó, với hầu hết các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU, nước Mỹ thay đổi đồng nghĩa với chính sách đối ngoại cũng khác. Mặc dù Liên minh Mỹ-EU từ lâu vẫn là trung tâm trong chính sách an ninh và đối ngoại của hai bên, nhưng những khác biệt trong lập trường của hai ông Joe Biden và Donald Trump cho thấy những điều tồn tại từ trước đến nay sẽ khó tiếp tục lâu dài. Dù người đứng đầu Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tới là ai thì bức tranh thế giới cũng sẽ có nhiều tác động. Nói như vậy để thấy rằng cuộc bầu cử tại Mỹ sẽ luôn thú sự quan tâm của các nước, nhất là các đồng minh của Mỹ. Máy bay không người lái Ukraine tấn công nhân viên Ủy ban điều tra Nga. Đài RT cho hay một số nhân viên của Ủy ban điều tra Nga đã bị thương sau cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine vào vùng Bayans. Trong một tuyên bố hôm 2 tháng 3, theo giờ địa phương, Ủy ban điều tra Nga cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã thả một thiết bị nổ xuống các đặc vụ của Ủy ban này khi họ đang tiến hành các hoạt động điều tra ở quận Sadobub thuộc vùng Bayans. Tuyên bố không nêu chi tiết về nhiệm vụ của các nhân viên thuộc Ủy ban điều tra Nga, nhưng theo các quan chức của ủy ban này, vụ tấn công đã làm một điều tra viên và một chuyên gia pháp y bị thương, khiến hai nhân viên chưa rõ danh tính khác phải chịu áp lực của tiếng nổ. Hiện nay, những người bị thương đang được điều trị y tế cần thiết. Theo Ủy ban điều tra Nga cho biết, họ sẽ xác định danh tính của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và quân nhân dính líu đến việc thực hiện tội ác này đối với nhân viên của Ủy ban, đồng thời cam kết sẽ đưa ra đánh giá pháp lý thích hợp cho vụ tấn công. Theo đài RT, vùng Bayans và các khu vực khác giáp biên giới Nga-Ukraine thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và đạn pháp của Kiev. Ukraine tới nay chưa đưa ra bình luận gì về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhân viên Ủy ban điều tra Nga ở vùng Bayans.